Trọng kính Đức Hồng Y Phêrô. Kính thưa quý Đức Cha, quý Cha Tổng Đại Diện, quý Cha Quản Hạt, quý Cha Bề Trên các dòng tu, quý Cha Đồng Tế, quý Thầy Phó Tế, quý tu sĩ nam nữ, chúng sinh, quý vị quan khách, quý hội đồng giáo xứ và quý ông bà anh chị em bạn hữu xa gần. Thay lời cho gia đình và toàn thể tang quyến, con xin được bày tỏ chút tâm tình. Gia đình chúng con tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho ông Cố Đa Minh sống một cuộc đời 88 năm làm con Chúa trong giáo hội. Gần 63 năm sống với ơn gọi hôn nhân và Chúa đã ban cho 8 người con, trong đó có Đức Cha Đa Minh, giám mục giáo phận Hưng Hóa. Ông Cố đã luôn hoàn thành trách nhiệm của một người chồng, người cha và nên gương sáng trong đời sống hàng ngày. Trải qua 48 năm sống gắn bó với cộng đoàn giáo xứ Thiện Lộc, ông Cố đã tham gia nhiều công việc giáo xứ trong khả năng đầy giới hạn. Nhưng với tất cả lòng nhiệt thành, hy sinh và phục vụ, và mọi sự như đã hoàn thành tốt đẹp trước mặt Chúa và mọi người, Chúa đã gọi ông về với Ngài trong sự tiếc thương của mọi người trong gia đình tang quyến, cũng như những người đã từng quen biết ông Cố. Tuy nhiên, con người nhân vô thập toàn, ông Cố chúng con dù có sống tốt lành và thánh thiện đến mấy cũng không tránh khỏi những lầm lỗi bất toàn vì yếu đuối. Kính xin được lượng thứ và nguyện xin Thiên Chúa đấng từ bi và xót thương đón nhận linh hồn ông Cố vào trong vinh quang vĩnh cửu của nước Chúa. Gia đình tang quyến chúng con cũng xin chân thành cảm ơn Đức Hồng Y Phêrô, quý Đức Cha, quý đấng bậc và mọi người đang hiện diện nơi đây đã dành thời gian đến hiệp dâng thánh lễ an táng cầu nguyện cho ông Cố Đa Minh của chúng con. Chúng con chân thành cảm ơn Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski, đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Việt Nam, quý Đức Tổng, quý Đức Cha, quý Viện Phụ, quý Bề Trên các dòng tu, quý Cha, quý vị lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, quý vị đại diện các cơ quan chính quyền thành phố Hà Nội, tỉnh Phú Thọ, tỉnh Yên Bái, tỉnh Lào Cai đã hiện diện hoặc gửi điện hoa phân ưu và những lời chia sẻ hiệp thông cầu nguyện qua điện thư, điện thoại, tin nhắn và các phương tiện truyền thông khác. Vì điều kiện và thời gian, chúng con không thể đáp từ được tất cả những lời phân ưu của quý đấng bậc và quý vị. Xin quý đấng bậc và quý vị đón nhận nơi gia đình tang quyến chúng con lòng biết ơn và cảm tạ. Cách đặc biệt, gia đình chúng con xin chân thành cảm ơn Cha xứ Thiện Lộc, Hội đồng giáo xứ, các hội đoàn và rất nhiều anh chị em bạn hữu xa gần đã dành cho tang quyến chúng con những tình cảm chân thành, hy sinh thời gian và sức khỏe để lo liệu và phục vụ những ngày tang lễ ông Cố Đa Minh được mọi sự tốt đẹp. Ngoài ra, nếu còn điều gì sơ sót trong việc tổ chức tang lễ, kính xin quý đấng bậc và quý vị vui lòng lượng thứ. Gia đình tang quyến chúng con xin cúi đầu bái tạ.